chuyện tình báo mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả nguyễn kim xuân người ở lại phần cuối chiếc trực thăng quần sát ngọn dừa nước là là theo rạch lồng đèn nông căn đứng dưới gốc cây mắm Cách cầu bà bông độ 100 mét Theo dõi ý đồ của địch Xung quanh anh Ô rô cóc kén đầy bịt Anh có một hầm cá chê sát ở bên gốc mắm Sau vụ hôm qua kẹt trong nhà sáu lịch Nông Căn quyết định không chui hầm nữa Anh thấy nằm hầm thì hoàn toàn bị động Đặt sinh mạng mình trong tay địch Chẳng khác cá chê ở trên thớt Đã vậy còn làm hại đến đồng bào nuôi giấu mình ngồi bất động ở dưới hầm dễ mất tinh thần hơn là chiến đấu ngoài đồng trống sống trong bộ đội lâu năm anh thấy rõ tập thể là sức mạnh rõ ràng khi xa đồng đội anh cảm thấy kém đi ít nhuệ khí cũng như anh chàng ăng tê trong truyện thần thoại chỉ vô địch khi nào hai chân đứng vững ở trên mặt đất vì thần đất là mẹ của anh anh đang làm hiệu cho đồng đội ngồi yên trong lùm đàng xa Bất thần một chiếc trực thăng quay lại Lao thẳng xuống chỗ anh Anh vừa hụp xuống Thì một luồng khói trắng chụp xuống người anh Hơi nóng không tưởng tượng Làm anh tưởng như người mình phụt cháy Mắt anh nổ đom đóm Thấy quanh mình lửa phừng đỏ rực Rồi tối sầm lại Anh ngạc nhiên cảm thấy mình vẫn tỉnh Và biết mình bị trúng thuốc hóa học Mà trước đây đã nghe nói Anh biết rõ tác hại cực kỳ khủng khiếp của nó Cái chết kể như đã cầm chắc anh cảm thấy mình chưa muốn chết anh nghĩ đến công tác đến cuộc chiến đấu giang dở đến vợ đến các con và say sẩm ngã sấp xuống đám ô rô con rạch ngoằn ngoèo trên cánh đồng xanh mượt chạy mút tận chân trời lơ thơ mấy bờ châm bầu đứng im ở dưới nắng trưa như đổ lửa trời đứng gió dưới một bóng cây còng cành lá dày mịt hơi nóng vẫn hừng hực chị tư đặt đôi gióng gánh xuống bờ mẫu cạnh gốc cây cởi áo bà ba trắng chùm lên đầu gióng làm chiếc dù hứng những giọt nắng từ những kẽ lá xuyên xuống lỗ chỗ trên đầu thằng bé ngồi trong thúng chị lột chiếc nón lá quạt cho con rồi quạt cho mình mấy cái cho đỡ mệt rồi đưa vạt khăn rằn quấn quanh cổ lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán trên má và dưới cằm kế đó chị vo quần lên cỏ đầu gối bước xuống ruộng bước lấp xấp khỏi mắt cá nóng hầm hập dưới nắng trang trang cực khổ nóng bước đến đâu chị cũng phải làm cỏ cho sạch mấy công ruộng này đây là đám ruộng tình nghĩa của bà con long sơn giúp mẹ con chị cày bừa gieo cấy đã có người lo chị chỉ chăm sóc chờ tới mùa thu hoạch đang mải mê công việc bỗng chị dừng tay lắng nghe có hơi trực thăng từ phía cuối sông vạc tới chị bước mau lên bờ với chiếc áo trắng mặc vào máy bay không bắn những người mặc áo trắng và san tận lực những ai mặc áo đen mà chúng cho là du kích chị bình tĩnh bồng thằng bé ra cho bú chờ đợi để tùy cơ ứng biến tiếng trực thăng đã biến mất cho con bú xong chị toan quay xuống ruộng tiếp tục nhổ cỏ thì từ hướng sông vàm cỏ tiếng lồng cu bỗng vang lên vừa nghe rõ tiếng mấy tàu lá súng nổ giòn giã đạn vãi tới như mưa Chị chỉ kịp sớt thằng bé ra khỏi thùng Đặt cho nó nằm xuống đất Rồi úp người lên che cho nó Từ lâu chị đã nghe đến loại giang định ác ôn này Mà đồng bào mệnh danh là lồng cu Nhưng đây là lần đầu chị tư đụng nó Chị đứng lên vừa lo cho con vừa lo cho mình Đỡ vướng đạn thì chồng con đang trong cảnh rối ren Biết làm sao đây Tiếng lồng cu, tiếng súng đạn đã im mặt từ lúc nào Mà chị vẫn còn nằm ôm con chưa kịp hoàn hồn khi biết chắc chiếc giang đỉnh đã đi xa chị uể oải ngồi lên phủi cát bụi cho con đặt cho nó trở vào thùng thằng bé đã quen với những tình huống như vậy tiếp tục xé những mảnh lá chuối đưa lên miệng mấp mấp không cần biết chuyện gì đã xảy ra trong hoàn cảnh này chị càng thấy mình gắn bó hơn nữa với bà con nông dân ở trong vùng sôi đậu họ sờ mó và chạm cái chết hàng ngày hằng đêm mà vẫn nhiệt tình với cách mạng nuôi nấng giúp đỡ cán bộ không tiếc công tiếc của không ngại hiệp nguy nhớ đến những thảm cảnh gần đây chị tư không ngăn được tiếng thở dài mới gần đây thôi sau khi du kích bắn cháy hai thiết giáp bọn mỹ cày cú làm cỏ ấp năm hưng long mỗi ngày chúng bủa vây bao vây lùa dân vô bốt kiểm tra giấy tờ chị có giấy tờ hợp pháp nhưng do quận tám cấp Thấy chị ở xa đến Lại ở nhà sáu lịch Gần nơi du kích đánh xe tăng Chúng bám giết điều tra Hạch sách đủ kiểu Không tìm được bằng cớ chứng minh Chị Tư là vợ Việt Cộng Bọn Mỹ rất bực bội Một hôm một thằng Mỹ non trẻ Mặt nặn ra sữa Đã nóng tiết đập báng súng lên đầu chị Rất may Đầu chị còn vấn khăn lông Và đội nón lá Chiếc nón bài thơ bẹp dí Đầu chị nổi một cú u to bằng trái cam Không khai thác được chị Chúng mang bánh dỗ dành mấy đứa con chị Hỏi ba đâu Đã được huấn luyện kỹ Tụi nhỏ một mực đắp Chết rồi E ngại không sớm thì muộn Chúng cũng tìm ra tung tích Nếu chúng mua chuộc được một kẻ nào đó Ở trong ấp làm chỉ điểm cho chúng Chị đành bồng dắt đám con thơ Lánh cái trốn Mà chúng đang xem là kiểu địch rồi lên Long Sơn nương nấu Nhà đồng bào cứu trợ chăm sóc Giấu giếm Rời chỗ từ nơi này sang nơi khác Cơn thập tử nhất sinh của nông can đã qua Sức khỏe của anh đang hồi phục Chị Tư muốn tự tay mình Làm ra hột lúa Để bồi dưỡng cho chồng Dưới cơn nắng cháy ra Chị làm việc cật lực Hy vọng càng đổ nhiều mồ hôi công sức Thì cuộc sống của gia đình Sẽ vững vàng hơn Ngày mùng 2 tháng 9, trong một gian nhà lá tại mật khu Ba Thu ở vùng Mỏ Vẹt, anh em quây quần chờ nghe bác nói chuyện như những ngày quốc khánh thường lệ mỗi năm. Nhưng chờ mãi mà không nghe giọng thân yêu của bác cất lên. Nông Căn tìm hỏi anh Chín Cần, bí thư phân khu ủy 23. Anh Chín tính hoạt bát, sôi nổi, nhưng hôm nay buồn, cho biết bác bệnh nặng. Mọi người đều lo lắng, cả đêm không ngủ chờ đợi. Sáng ngày mùng 3 tháng 9, Đài Hà Nội chính thức báo tin Bác mất Chưa bao giờ nung căn buồn như hôm nay Anh thẫn thờ cả ngày Anh cảm thấy đây là một mất mát lớn nhất Trong cuộc đời mình Bỏ nhà theo cách mạng Từ năm 17 tuổi Anh đã đi theo tiếng gọi của bác Vượt bao nhiêu tử thách Qua 9 năm chống Pháp Suốt thời gian gay go Nhà ngô tố cộng diệt cộng Cũng như trong đời công tác Là học theo gương bác Có thể nói lúc nào bác cũng là ngôi sao bắc đậu soi sáng từng bước chân đi lúc đổi vùng ở phan thiết anh đã tìm đến ngôi trường dục thanh để nhìn tận mắt những di tích còn lại ở nơi đây bác đã từng bước và đến sài gòn chủ nhật đầu tiên anh ra bến tàu nhìn bến nhà rồng để tưởng tượng lúc bác xuống tàu xuất dương tìm được cứu nước giờ đây thì bác đã ra đi vĩnh viễn giấc mơ từ lâu của anh sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được nữa Kháng chiến thành công, anh sẽ được vinh hạnh của đồng bào đón tiếp bác tại thành phố Anh Hùng mang tên bác. Nông Căn về Ba Thu lần này để dự hội nghị phân khu ủy 2 và 3. Không ngờ chính nơi đây anh lại nhận được tin bác hồ kính yêu của đời mình không còn nữa. Chiều nay, buổi học cuối cùng vừa kết thúc, lòng còn đang bùi ngồi thì anh lại được lệnh hỏa tốc về thành tổ chức để tăng bác anh chính cần đã bảo anh đồng bào miền nam vô cùng xúc động trước tin bác qua đời ta cần hướng dẫn bà con đô thị biến đau thương thành sức mạnh chiến đấu chống mỹ cứu nước địch cũng sẽ nhân dịp này tung tin xuyên tạc chia rẽ chúng ta cần kịp thời đánh tan ý đồ của chúng anh bí thư khu ủy cũng chỉ thị cho anh tư thuận phụ trách giao liên trên đất bạn tổ chức đường dây đưa nông căn về thành phố một cán bộ về thành trong lúc này là chuyện thiên nan vạn hóa sau tết mậu thân địch ra sức phản kích đẩy lùi các đơn vị của ta ra xa thành phố sau ba tháng điều trị nông căn bị đánh bật khỏi hưng long phước vân về bám trụ tại đám lá tối trời nằm giữa hai xã nhật ninh thuận mỹ của huyện tân trụ châu thành chiến khu của nguyễn trung trực trước đây nhưng rồi cũng không ổn lại phải rời về quế sơn huyện châu thành bến tre tuy cơ sở đánh phá ác liệt đồng bào vẫn thường xuyên ra vào mật khu qua nhiều trạm liên lạc để gặp nông căn nhờ khách đô thành thuộc gần đủ các thành phần xã hội mà các anh nắm được tình hình xây dựng cơ sở trong thành phố suốt thời gian phải tách rời nơi mình phụ trách thắng lợi của cuộc tổng tấn công tết mậu thân không ngớt gây phấn khởi cho anh nhờ đó mà mỹ chịu mở cuộc hòa đàm Paris vào tháng 5 năm 1968 và ngừng oanh kích miền Bắc vào tháng 10 năm 1968. Từ Ba Thụ, Nông Căn không về Sài Gòn mà đi vòng sang đất bạn theo đường dây Ba Thụ, Chi Phu, Xoài Riêng, Ba Nam, Niết Lương, Hồng Ngự và Sài Gòn. Mỗi trạm đều bị kiểm soát chặt chẽ. Bây giờ là thời kỳ Sihanouk. Thừa dịp này, Nông Căn tìm hiểu thêm về ông Hoàng ấy Trước khi đặt chân lên nước bạn Nông Căn cũng biết Ông ta là một tay đầu cơ chính trị Thuộc hạng ma đầu Cuối năm 1963 Đột nhiên Sihanouk tuyên bố Không nhận viện trợ của Mỹ Dù mỗi năm Mỹ muốn viện trợ quân sự Kinh tế cho Campuchia 30 triệu đô la Đồng thời ông ta lệnh Đóng cửa tòa đại sứ Campuchia Tại thủ đô Mỹ Đầu năm 1964 Cũng thật bất ngờ lão tuyên bố mở cửa lại tòa đại sứ Campuchia tại Mỹ và sẵn sàng nhận viện trợ của Mỹ, Pháp lẫn Trung Quốc. Bấy giờ, Sihanouk thân với ta vì lão đang mâu thuẫn quyền lợi với bọn Mỹ ngụy về vấn đề biên giới. Trong những ngày mượn đường, Nông Can có nhiều dịp để thấy những chuyện tham nhũng. Lính làng của Sihanouk có lẽ đứng đầu thế giới. Dân Campuchia bảo rằng chúng ăn hối lộ đến một củ khoai cũng không từ ăn hối lộ mà lại tự nhiên công khai đến trạm kiểm soát xoài riêng tên cảnh sát trưởng đặt thẳng vấn đề với nông căn tôi biết anh là việt cộng mà anh đừng lo ông hoàng tụi tôi khoái việt cộng hơn tụi việt nam cộng hòa tụi nó là bọn ăn cướp trâu bò bây giờ trong khi chờ xe mời anh vô quán nước lai dài hắn nắm tay anh lôi tuột vô quán gọi hủ tiếu la ve ăn nhậu rất tự nhiên như chính hắn ta sẽ trả tiền chẳng những vậy hắn còn kéo thêm cả trung đội vào ngồi chật quán mỗi thằng một tô hủ tiếu một chai la ve no say rồi mỗi đứa xin thêm một gói thuốc thua trận đó nông căn choáng váng suýt phải lội bộ về việt nam nếu không có tổ chức chuẩn bị chu đáo tiền bạc cho mình về đến quận mình nông căn rất vui mừng khi lần lượt gặp lại bà con tại các lõm chính trị cầu kinh sân cho nam long hãng rượu anh phấn khởi nhận thấy khi thế cách mạng có phần lớn hơn trước mặc dù địch ra sức lập đội phòng vệ dân sự khắp nơi tinh thần nhân dân càng lên cao là nhờ chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam ra đời gồm các nhân vật tên tuổi như luật sư nguyễn hữu thọ luật sư trịnh đình thảo kiến trúc sư huỳnh tấn phát giáo sư nguyễn văn hiếu nguyễn văn trì giáo sư nguyễn văn kiết bà nguyễn thị định và nguyễn thị bình nông căn tổ chức họp bí mật tại nội thành sài gòn để triển khai nội dung chỉ đạo của cấp ủy nông căn giải thích mục đích về thành của mình và nhờ hai hoàng phân công cán bộ tranh thủ tổ chức gấp các cuộc họp làm lễ truy điệu cầu siêu và nói chuyện về thân thế cùng sự nghiệp vĩ đại của bác các đồng chí cán bộ lần lượt cho biết các chùa pháp quang thiên phước Long Hoa trong hai quận 7 và 8 đã làm lễ cầu siêu thật trọng thể một số gia đình cơ sở ở Chánh Hưng Hưng Phú đã để tang bác sau khi bắt đài nghe hội nghị liên tịch giữa mặt trận liên minh và chính phủ quyết định toàn miền Nam để tang Hồ Chủ tịch một tuần từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 9 nông can về quận 7 đúng vào lúc bọn chiến tranh tâm lý Ngụy tung ra luận điệu xuyên tạc qua các nhật báo chính luận cuột cường tiền tuyến chúng bảo rằng cụ hồ mất bắc việt nói riêng và việt cộng nói chung sẽ chia rẽ nội bộ vì không còn ai đủ uy tín và tài đức lãnh đạo vài ngày sau trụ sở báo chính luận tại đường võ tánh gần ngã sáu sài gòn bị đội biệt động thành trừng trị bằng một quả bộc phá làm sập gọn căn phố lầu trừ một ít báo phản động các nhật báo tuần báo trong thành phố đều đưa tin viết bài đăng ảnh bác thật trang trọng các báo đăng ảnh bác đồng bào tranh nhau mua trong buổi nói chuyện với đồng bào tại sân cho hai hoàng đã đọc bài báo của một ký giả đăng trên một tờ báo hợp pháp riêng về cái chết của hồ chí minh trong nghịch cảnh hiện thời mới là khó nói có nói vì nó dễ bị hiểu lầm nhưng với một người cầm bút nặng lòng danh dự quốc gia vì niềm kiêu hãnh của dân tộc vì tinh thần tự trọng của chính mình đứng trước các đồng nghiệp ngoại quốc tôi cảm thấy không thể không viết lên những dòng chữ này tất cả những gì được gói ghém trong những dòng chữ này chỉ là nhằm nói lên cảm nghĩ của một người việt đối với một người việt đã làm cho cả thế giới biết tên nước việt người việt không ai có thể phủ nhận rằng ông hồ chí minh đã thành công trong việc lãnh đạo một dân tộc lạc hậu sau 100 năm bị ngoại thuộc, đánh bại thực dân Pháp và phát xít Nhật. Rồi 5 năm sau, chưa phục hồi sức lực, ông lại đương đầu với siêu cường số một thế giới. Ai mà không thấy siêu cường kia đang điêu đứng và hầu như đang sụp đổ vì ông. Bài viết trong một số nội san hòa giải cũng đã được đọc to lên các buổi tập hợp đồng bào với mục tiêu tương tự chúng ta không có quyền làm lễ truy điệu công khai vì sợ trái với pháp luật và hiến pháp của chế độ hiện hành nhưng là người việt nam chúng ta không làm khách bằng quan trước cái chết của bậc vĩ nhân đó người ta để cao cụ hồ chí minh đánh thắng giặc pháp nhưng người ta chỉ trích cụ chia phân đất nước và xâm lược việt nam ta không thể nói phân hai như vậy ai đã mưu biến miền nam thành tiền đồn chống cộng Ai đã mở cửa cho quân đội ngoại quốc ồ ạt vào đây? Không có vấn đề người Việt Nam xâm lược người Việt Nam, mà chỉ có vấn đề triệt thoái quân đội ngoại quốc ra khỏi đất nước ta. Đó là một chân lý. Tất cả các cuộc hội thảo đều kết thúc với tinh thần chống sự có mặt của quân đội ngoại quốc trên đất nước ta. Đồng Cần đã huy động tất cả các đồng chí cán bộ hoạt động trong vùng, chia nhau tuyên truyền khích lệ quần chúng, đứng ra tổ chức các cuộc hội họp, gây thành một phong trào để tăng bác thật sôi nổi ngay trong lòng địch. Bác đang yên nghỉ tại thủ đô Hà Nội, nhưng kẻ thù ở miền Nam cũng run sợ vì phong trào để tăng bác ở Sài Gòn và ở cả miền Nam. năm ra nhà vách tre, mái lá còn mới, nằm dài rác trên một khu đất cao giáo, dập bóng cây dầu. Cây nào cây ấy, một người ôm không hết, đó đây quanh khu nhà Những cây tốt nốt khẳng kiêu cao vút Mang nhiều buồn oàn trái Tua tủa những cảnh hoa đỏ rực Dọc theo mỗi cây Đều có ống tre từ ngọn xuống tận gốc Để lấy một loại nước giải khát Thơm ngon mà người Campuchia giật thịt Cần một năm nay Cơ sở của nông căn phải tạm thời rời sang đây Nương nấu trên đất bạn Đây là vùng giáp danh với vùng sở thượng Nơi bộ đội tháp 10 lập chiến công Đánh chìm tàu chiến của Pháp hồi năm 1947. Dầu giúp vào chốt non cùng thủy tận, nông căn vẫn có khách Sài Gòn lui tới thường xuyên. Anh vẫn giữ nhiệm vụ cũ, tiếp tục mở lớp huấn luyện, đào tạo, cán bộ cơ sở hoạt động tại nội thành Sài Gòn. Để phục vụ tốt công tác này, cơ sở đã xây dựng một đội nữ giao liên thật giỏi, gồm 20 người, dùng cả đường bộ lẫn đường thủy, cải trang bằng nhiều cách. Nhờ vậy mà bộ máy hoạt động tốt, cơ sở phục hồi phát triển nhanh, tạo được một cuộc đấu tranh âm thầm và hiệu quả tại Đô Thành. Anh cũng đã nhờ người đón cả vợ con sang đây, tá túc để yên lòng hoạt động. Tới năm 1970, Nixon càng quyết tâm một mất một còn tại Việt Nam, dốc toàn lực đánh phá ác liệt cả hai miền Nam Bắc, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch bình định quyết diệt sạch Việt Cộng. Chẳng những thế, vào đầu tháng 5 năm 1970, mỹ và thiệu kéo quân tràn sang cả campuchia tiếp tay tướng lon non đảo chính sihanouk từ lâu vùng biên giới campuchia là vùng đất an toàn để ta dùng làm căn cứ muốn tiêu diệt hậu cứ an toàn của ta mỹ hạ bệ sihanouk đưa tay sai ruột lên cho dễ điều khiển đến nay nằm trong vòng vây nông căn mới hiểu rõ vì sao viên cảnh sát trưởng xoài riêng gọi quân đội việt nam cộng hòa là những thằng ăn cướp châu bò Chính anh đã chứng kiến tận mắt một màn cướp bóc kiểu này. Bộ binh ngụy hành quân vô sóc, bao vây bốn phía, trực thăng lên quần đảo, theo kiểu dạng cù bắt chuột. Dồn cả trăm châu bỏ ra sông. Tại đây, tàu há mồm trực sẵn hứng trọn bầy để trở về Tân Châu, Hồng Ngự, đem bán hết cho lái buôn. Lẽ tất nhiên, những tay lương sơn bạc có tổ chức, nổi những cú ăn hàng đại quy mô, có hải lục không quân yểm trợ phải là cấp tướng tá tư lệnh hành quân tuy nhiên đối với thằng kiếng con nông căn lúc ấy đã lên bảy thì những cuộc càn quét nhuốm mùi máu lửa ấy lại là những màn giải trí hấp dẫn hơn cả những tuồng lính kín ăn kiếp mà nó đã được xem vài ba lần hồi bên má nó mỗi lần quân đội mỹ ngụy tới một cuộc truy quét thì kiếng bám sát các anh bảo vệ lãnh công tác leo cây quan sát hướng bay của các loại phi cơ để báo cho các anh ở dưới biết. Có lần kiếng thấy đoàn xe tăng của Mỹ trườn tới, nó báo ngay rồi ôm nhánh cây nhìn say xưa. Các cậu bảo vệ hối xuống, nó cũng chấm chờ, làm mọi người phải hốt hoảng hết vang. Đến chừng đoàn tăng đến gần, nổ súng rắt quá, nó mới chịu tuột xuống. Từ đó, được các anh chị mình gọi là chàng quân báo tí hon, của cậu sướng mê. Sống lâu ngày trên đất bạn, các đồng chí ta thèm tin tức của thành phố Sài Gòn Còn hơn cả cà phê hủ tiếu Mỗi khi có học viên từ Sài Gòn lên Mọi người bám lấy Trong đó có cả các anh Tám Bình, Ba Muôn, Ba Tôn Cái cảnh ba bốn ông giáo vây quanh một học viên Hỏi han tiếu tít và lắng nghe như nuốt chừng từng lời tin tức Cũng khá hài hước Nhưng mọi người đều xem đó là chuyện bình thường Thỉnh thoảng vớ được một bạn nào là công nhân trực tiếp sản xuất, biết rõ cuộc sống và hơi thở của bà con hoặc giới thạo tin thì thật là một thích thú tuyệt trần. Như cụ già từ đường Phạm Thế Hiển Sài Gòn vừa lặn lội lên tới sáng nay chẳng hạn. Chiếc bàn tròn thấp bằng ván đầu còn mới được đặt ở hàng hiên hông nhà. Giữa bàn một đĩa đá khá to màu trắng, ngà điểm xuyết một đĩa đá khá to màu trắng ngà điểm xuyết bằng mấy cái hoa không tên nét vẽ nguệch ngoạc đựng một mớ vỏ khoai lang bị lăn lộn bởi mấy mảnh khoai sùng chứng tỏ bữa điểm tâm đã xong một hộp bánh lubico vừa khui bày những ngăn bằng giấy trắng tinh chứa những chiếc bánh vàng sậm nông căn lật tách đặt thành vòng tròn quanh một bình trà cao men trắng có hình ông thọ chống gậy đứng ở bên con nai rừng cao lêu nghêu khói vừa bốc lên ở dưới tay nông căn đã tỏa hương quanh bàn một hương vị đậm đà làm những ai sành trà phải phộc mũi dù những chiếc khăn xanh cách ly che khuất hơn nửa mặt từng người câu chuyện bắt đầu cũng không kém nét thân mật là cơ sở ruột của nông căn ông cụ già rất mến anh và anh cũng biết rõ khả năng của ông do đó anh có tổ chức bữa ăn này để các đồng chí mình khai thác những tin tức chính trị từ miệng người học viên đặc biệt ở thành vừa đến. Nông can gợi chuyện. Sao anh? Ở dưới đó có hai tin gì mới? Nói cho anh em nghe chơi. Ông già nối thêm một điếu ruby, liệng tàn ra xa. Tin tức thì cũng nhiều, nhận xét cũng lắm. Ông già tự tay châm thêm vào chén trà của mình, như đang sắp đặt cho có thứ tự những gì ông sẽ phát biểu trước ba đồng chí lạ mà ông nghi là cán bộ cao cấp mái tóc điểm bạc hớt ngắn vừng trán rộng chưa có một nếp nhăn những lông mày dài nằm trên đôi mắt oai phong cho thấy ông thuộc hạng trí thức không hề nhớ đến tuổi của mình khi muốn hoạt động tôi thường tham gia những buổi họp mặt hàng tuần của vài nhóm trí thức sài gòn mỗi nhóm khoảng năm bảy người gồm giáo sư, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, công kỹ nghệ thường gia. Họ gặp nhau một trưa, một tối của một ngày nhất định trong tuần, luân phiên nhau tại nhà người này hay người nọ. Giọng ông rất trẻ và lưu loát. Nếu không thấy mặt, người ta không ngờ đó là một cụ già gần 60. Ông gạt tàn thuốc lá đã khá dài xuống sàn cát, uống cạn tách nước rồi nói tiếp. Họ vừa ăn vừa trao đổi những tin tức khoa học, kỹ thuật, những mẩu chuyện về nhân vật này, chính cách kia, thuộc đời tư hoặc về những cuộc vận động chạy ghế, tình hình chính trị quốc tế trong nước được phân tích tỉ mỉ. Tuy những cuộc trao đổi của họ không theo một trình tự nhất định, không hạn chế trong một mục tiêu nào, nhưng thật phong phú vì mỗi người trong nhóm đều giao tiếp rộng rãi, quen biết nhiều giới tại Sài Gòn. Tôi chịu khó đi họp với họ rất đều mặc dù tiền đóng phần ăn của mình so với thu nhập không phải ít những anh em đó có hoạt động chính trị không nông căn hỏi cũng có là dân biểu nghị sĩ bộ trưởng tổng trưởng nhưng giữa họ với nhau chỉ có kiến thức cá nhân là đáng kể còn địa vị xã hội cũng như chức vụ họ chỉ xem là do cơ hội chưa đẩy mà thôi không có gì đáng hãnh diện do đó một nhà văn một ký giả không cấp bằng không hề giữ một địa vị cao thấp nào mà kiến thức sâu rộng vẫn được sự nể vị trong nhóm anh chịu khó tiếp xúc với những nhóm như vậy chắc là nắm tình hình rất vững đôi mắt ông già ánh lên với một nét cười rồi với giọng nửa khiêm tốn nửa tự hào ông vui vẻ nói to vững hay không thì cũng chẳng biết lấy cơ sở nào mà đánh giá tuy nhiên có thể bảo rằng những chuyện gì có đôi chút tầm quan trọng Miễn là có tiếng sầm xì Là khó mà lọt tay tôi Nhờ những buổi họp mặt Đã nói với bạn bè thân thuộc Như vậy Anh nghe biết những gì về hoạt động của quân đội Mỹ Tám Bình hỏi tiếp Ý muốn đánh giá Những gì ông già hai đã thu nhặt được Mà qua thái độ Ông có vẻ rất thỏa mãn Cái thằng Nixon Làm hùm làm hổ Năm qua đánh sang đây vừa rồi đánh qua Lào, nhưng chắc chắn cũng sẽ thất bại. Càng đánh lớn, càng thua lớn thôi. Anh dựa trên cơ sở nào mà khẳng định như vậy? Ông già búng màu tàn thuốc đã cháy sát mấy ngón tay, ra tận rào me, giọng chững chạc như giảng bài. Bình sĩ chúng không có tinh thần chiến đấu, thằng nào cũng mong hết hạn 12 tháng để trở về nước với cha mẹ vợ con nạn cần sa ma túy ngày càng lan tràn trong các đơn vị của chúng. Đến nỗi TV Mỹ đêm nào cũng chiếu phim tuyên truyền khuyên nhủ lính tráng của chúng chưa những loại độc dược đó nhưng lỡ vướng thì dễ gì bỏ được. Bỗng như sự nhớ chuyện gì ông nhìn các cán bộ đổi giọng. À, các anh có biết tại sao phi cờ Mỹ phóng hỏa tiễn giết bốn sĩ quan cấp tá tại trường Phước Đức trong chợ lớn hồi Tết Mậu Thân không? Ông bật quạt Zippo châm thuốc Rồi không đợi câu trả lời Ông gật gù Chuyện này cũng liên quan đến các vụ buôn lậu ma túy Ông giết một hơi thuốc dài Gõ ngón tay trỏ trên điếu thuốc cho rơi tàn Ngước nhìn những ngọn me keo lay động dưới ánh nắng chói chang Chậm rãi nói tiếp Các anh còn đỡ cách đây không lâu Nguyễn Văn Thiệu đích thân ra công trường Diên Hồng Châm lửa đốt một mớ ống hút và một số cần sa ma túy á phiện nhưng ai biết trong ống lửa ấy có được bao nhiêu thuốc phiện mắc tiền đó thiệu tổ chức trò này để thanh minh trước quan thầy mỹ rằng chế độ của hắn cương quyết bài trừ nạn hút sách nhưng không có lửa làm sao có khói vì chính hắn là thủ phạm trong các vụ buôn lậu ma túy ông nhìn lướt qua các cặp mắt đang chăm chú nhìn ông chờ đợi một nhà báo Mỹ đã bỏ mấy năm sang đây và qua Lào điều tra. Trở về nước, ông ta viết quyển sách dày mấy trăm trang. Thằng Thưng tố cáo đám tướng lĩnh của Thiệu tổ chức buôn lậu ma túy, thu lợi hàng năm 88 triệu đô la, trị giá 285 tỷ bạc Việt Nam. Dương Thiệu bỏ túi áo khỉ của bà vợ 50 tỷ. Bộ ba Thiệu, Kỳ, Khiêm đều có tổ chức mận ăn riêng. Bộ máy buôn lậu ma túy của Thiệu do tên tướng Đặng Văn Quang chỉ huy. Có hải lục quân yểm trợ. Quốc hội cũng bị mùa đứt. Lục quân có Hoàng Xuân Lãm ở vùng 1, Lữ Lan và Ngô Du ở vùng 2, Nguyễn Văn Minh ở vùng 3, Trần Văn Hai ở đặc khu 14. Hải quân có đô đốc Trung Tấn Cang, phó đô đốc Lâm Ngân Tánh, đại tá Tam Miêu Trưởng Diệp Quang Thủy, đại tá Chi ở Nha Trang, đại tá Châu ở Sài Gòn, cùng các căn cứ rạch sỏi Tân Châu, các hải đoàn đều buôn lậu hết. Còn Nguyễn Cao Kỳ, anh tướng này có thành tích buôn lậu ma túy từ ngày còn là trung tá chỉ huy liên đoàn vận tải với 32 chiếc C47. Qua trung gian của chị ruột hắn là Nguyễn Thị Lý ở Bắc Xế, Hạ Lào, đường dây ma túy của Kỳ có trước thiệu những năm năm. Từ năm 1965, bên lục quân Kỳ nắm được các tướng lĩnh Vĩnh Lộc ở vùng 2, Nguyễn Khang ở vùng 3. Bên không quân có đại tá Lưu Kim Cương đã chết trong trận mậu thân và một số em út của hắn. Vì không quân là binh chủng gốc của hắn. Bên cảnh sát, Kỳ nắm trung tá Nguyễn Văn Luận, đại tá Nguyễn Ngọc Ninh, trung tá Lê Ngọc Trụ. Ba tên này bị Mỹ thanh toán tại trường Phước Đức. Bên thương cảng có trung tá Phó Quốc Trụ cũng chết trong vụ trường Phước Đức. Tổ chức của Trần Thiện Kiêm Chắc phải kém hơn hai tên đàn anh Lẽ dĩ nhiên Vì Khiêm vừa được họ trọng dụng gần đây Hắn tuy lầm lì Nhưng rất thâm Đưa cả dòng họ vào bộ máy buôn lậu Nông Càn biết Ông già hai rõ hơn ai hết Ông rất sành về các nhân vật Sài Gòn Nếu để ông tự do buông thả Thì chẳng biết bao giờ mới hết chuyện Thừa dịp Ông già dựng lại ăn bánh uống nước anh xen vào để lái câu chuyện Còn tình hình bà con ra sao Trước sự kìm kẹp của địch Đồng bào mình đói no thế nào Có phản ứng gì không Có những cuộc đấu tranh nào đáng kể không Ông hàng hái đáp Về mặt này Thì không khí Sài Gòn gần đây thật sôi động Tuần nào cũng có những vụ Xuống đường của đồng bào các giới Đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh Đòi lập chính phủ hòa bình Chống thuế kiệm ước sau khi có nhiều gia đình túng thiếu, đói khát, đến nỗi phải uống giày tự tử cả nhà. Đến nỗi phải uống thuốc giày tự tử cả nhà. Sôi nổi nhất là phong trào sinh viên, học sinh chống bắt lính, chống phòng vệ dân sự. Đòi phóng thích sinh viên Huỳnh Tám Mẫn, học sinh Lê Văn Nuôi, sinh viên, học sinh tổ chức những đêm không ngủ, đốt lửa trại tọa đàm, hát những bài hát phản chiến, nêu cao truyền thống bất khuất của dân tộc xuyên qua những vở kịch, những bài hát yêu nước. Khi thế đấu tranh lên cao, đến nỗi, bọn cảnh sát dã chiến bao vây cảnh gác quanh họ cũng phải sao xuyến, thái độ hung hăng của chúng xẹp xuống. Mặt khác, phong trào đấu tranh của công nhân cũng rất sôi động, quyết liệt ở các xí nghiệp như hãng pin con ó, hãng dệt Vinateco. Các cơ sở của ta ở các phường khóm cũng phát triển khá. Những cuộc diệt ác phá kìm kẹp tuy khó khăn nhưng vẫn xảy ra không ngừng cảnh cáo bọn ác ôn đám chó săn chim mồi xuyên qua những cuộc họp tiếp xúc với các học viên từ thành phố lên các đồng chí khẳng định cơ sở đã xây dựng tại các phường nội thành tương đối ổn định nâng được phong trào lên một bước khả quan như vậy cần phải tạo bàn đạp mới để tiếp cận thành phố tìm mọi cách kiếm giấy tờ rút về cài lệ mỹ tho để bám trụ từ đất bạn cơ quan cử một đội tiền trạm tìm đường về mỹ tho xây dựng căn cứ bí mật xuyên qua đồng tháp ấp bắc vượt lộ 4 đến bám trụ vùng bình hưng nhị bình chỉ trong hai tuần ba đồng chí cốt cán lần lượt hy sinh hai định tránh văn phòng quận ủy hai lai cán bộ trung cấp và tư hùng phụ trách cơ yếu đồng chí hai vân đội trưởng đội giao liên vợ của Tư Hùng bị giặc bắt, số còn lại cương quyết xây dựng căn cứ. Chị Hai Liêm, cán bộ phụ nữ trực tiếp tổ chức xây dựng một hệ thống chạm nút để đưa cán bộ từ vùng biên giới về nơi đã định. Chị đã đơn nông căn về đến rạch gòi, ở nhà một cơ sở, xếp đặt êm đẹp để làm thủ tục thẻ căn cước tại Cần Thơ. Anh hồi hộp leo lên tam cấp của ngôi nhà dùng làm bốt cảnh sát đường ở hàng xoài. Trong gian phòng rộng đã có vài chục người ngồi trên chiếc băng cầy dài, chờ đến phiên mình chụp ảnh. Anh hơi yên lòng vì tất cả nhân dân ở trên băng cũng như những tên cảnh sát đều lạ mặt đối với anh. Anh hy vọng mọi việc rồi sẽ êm xuôi. Anh chưa hề đến Tây Đô nên tin rằng trong thời gian ngắn ngủi chờ đợi tới phiên mình, ngồi trước máy ảnh sẽ không gặp người quen nào nhận ra anh. Sự việc diễn tiến khá nhanh chóng Chỉ cần khoảng một phút rưỡi Là xong cho một người Nông Can tin tưởng Rồi đây cũng chẳng ai thấy anh Nhìn ra anh Vì bọn thợ ảnh ở trong gian lục hình Từ thời Pháp đến giờ Có tài đặc biệt là bất cứ ai Đẹp trai xinh gái đến đâu Mặt mũi sang trọng đến bực nào Qua ống ảnh của chúng cũng như tù Mặt mày người nào người ấy Đàn ông đàn bà đều dâu ria phát gớm số người chờ đợi hãy còn đông nhưng nông can biết phiên mình không còn xa ngồi đúng tư thế trước ống kính là nhiếp ảnh viên các ngay vào bàn trong lăn tay nhấp nháy là xong theo ngõ có chặn rào ra cửa thì hết chuyện anh tò mò nhìn vào nơi bà con đang lóng ngóng chờ đến phiên mình lăn tay bụng anh giật mình đã bao nhiêu cơn tử tách hiểm nguy cọ sát cái chết trong đường tơ kẽ tóc Cảm xúc của anh gần như đóng băng Tim anh chỉ nhói lên Nhưng không kịp đập thỉnh thịch như xưa nữa Anh vẫn giữ bình tĩnh Khi thấy rõ Mặt tên mặc thường phục Hình như là chỉ huy bàn lăn tay Anh không thể nhầm lẫn Đó là thằng trừ bát giới Trung úy cảnh sát quận nhì Đã từng theo dõi anh Và nếu chậm chân Thì đã bị nó tóm được ngay Khi còn chân ướt chân giáo trên đất Sài Gòn Làm phu bác rau cải Ở chợ cầu mối Cách nhau chẵn tròi Một chục năm Hắn có giả đi Ú thêm lên Đen hắc ra Và vẫn cặp môi giống hai miếng trà trâu Mình cũng già đi Và thay đổi không ít Tuy nhiên Mình nhìn ra nó Thì nó cũng nhận ra mình Tuy hú hồn Anh vẫn phải mừng thầm Vận may của mình Về mặt cúc bắt với địch vẫn còn đỏ Thay vì ngồi trong kia hầm hừ Sai khiến nhân viên thực hành Công tác lăn tay Thằng chưa bắt giới từ trong Lệt bệt đi ra Hoặc từ trước cửa xâm sâm đi vào Bất chợt thấy anh Hô lên một tiếng là anh biết Bày cũng khó ra khỏi nơi này Anh quyết định chớp nhoáng 36 kế Đào tẩu là ăn chắc Anh giả bộ khịt mũi Đứng lên quay lưng trở ra cửa Như đi nhổ nước bọt Điềm tĩnh đi ra đường Chặn mọi chiếc xe lôi vừa đến nhảy lên Không trả giá Bảo phóng thẳng xuống bến Ninh Kiều nơi chị hai liêm đang đợi anh. anh báo nhanh sự việc. chị hai nghe xong, mặt không đổi sắc, lặng lặng trả tiền cà phê, đưa tặng anh ra bến xe, mua vé về sa đéc. anh ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp của chị hai, có cảm giác như hồi còn bé, anh được chị dắt về quê nội. về đến cơ sở, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, chị hai đành bỏ số tiền đã tung ra lò lót tại cần thơ rồi khẩn trương chạy trọt cho nông căn lấy căn cước bọc nhựa của quận cai lệ hai hôm sau chị đưa nông căn đến chợ bà tồn thuộc quận cái bè gửi anh ở lại thánh thất cao đài chị đi ba ngày sau mới trở lại mấy ngày nương náu tại đây giúp nông căn nảy ra ý kiến núp dưới một áo của đạo có lẽ hoạt động dễ dàng hơn vì anh nhận thấy bà con tín đồ đi lại ở trong vùng ít bị địch chú ý hơn những người dân khác. Anh bàn với chị Hai Liêm và nhờ chị trở về hậu cứ xin phép anh Ba Tôn. Chị sốt sắng đi hồng ngự và bốn ngày sau quay lại cho biết phân cụ ủy tán thành ý đồ ấy. Thế là chỉ trong vòng 10 ngày ăn nhờ ở đậu tại Thánh Tất, Đông Căn trở thành một đạo hữu áo dài trắng, khăn đóng trắng, râu ria xồm xoàm, đi đứng chững chạc, nói năng đạo bạo như một bực chức sắc chân tu đã theo chức cao đài từ ngày khai sáng đạo. Hai tuần sau, chị hai quay lại gặp riêng nông căn, trao thẻ bọc nhựa mà chị vừa lãnh được rồi móc giao liên đưa anh sang căn cứ nhị bình vì chị đã hoàn thành công tác. Chia tay chị hai, anh không khỏi quyến luyến, cảm phục người nữ giao liên tháo vát, hành động ngoan cường, bình tĩnh như một cán bộ chỉ huy trong những trường hợp giải quyết nhiều tình huống khó khăn. Gặp lại anh em, công việc đầu tiên của nông căn là tổ chức lễ truy điệu cho ba đồng chí tiền trạm xây dựng căn cứ đã bị hy sinh. Cái lốt ông Đạo nghiêm trang đã tạo cho nông căn nhiều điều kiện thuận tiện trong công tác. Những lúc địch mở chiến dịch càn quét, khách nội thành không len lỏi vào cứ được. Nông căn khăn đóng áo dài ra tận lộ 4 làm việc với cơ sở. Gặp lúc bị ruồng không đường lui tới Nhờ đạo hữu ở trong vùng đã quen mặt Anh tấp đại vào nhà nào đó Bàn chuyện tu hành Vừa lánh nạn Vừa được đãi trà chuối tươm tất Lắm khi nột quá Chạm mặt địch mấy lần Chúng cũng chẳng hề nghi ngờ gì anh Trong lúc nông căn vật lộn hàng ngày với địch Trong sắc phục Một ông đạo của giáo phái cao đài Thì phong trào đô thị Vùng ven lần lần có những chuyển biến Thêm vào đó Ảnh hưởng của chiến thắng Quảng Trị Đúng vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 1972 bắt buộc Nixon xuống nước tuyên bố ngưng oanh kích miền Bắc. Rồi quân dân thủ đô Hà Nội lập kỳ công điện biên phủ trên không, bắn rơi hàng chục B-52, bắt sống cả trăm phi công Mỹ. Trên đất Mỹ, phong trào biểu tình rầm rộ, đòi chồng đòi con đang tham gia xâm lược Việt Nam, gây sức ép khá nặng nề. Đầu năm 1973, giặc Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nô Can vô cùng phấn khởi trước bước ngoặt quan trọng ấy và chuẩn bị tinh thần trở về thành tham gia trận đánh cuối cùng để giành toàn thắng. Xe tăng của bộ đội giải phóng ao ạt tiến vào thị xã Phước Long. Địch không có phản ứng gì mạnh. Thế là lần đầu tiên ta lấy chọn một tỉnh lỵ ở miền Nam. Thị xã Phước Long thật gọn và thật êm cả nước nước lòng với trận đánh thăm dò này từ trận phước long một thế trận mới đã mở ra trên toàn miền đất nước tràn ngập một niềm tin mới ngay sau ngày giải phóng thị xã phước long nông căn được thành ủy sài gòn gia định cử về hoạt động trong nội ô sài gòn hồi đó cơ quan thành ủy còn đóng ở thanh an phía trong nơi đầu sông sài gòn thuộc đất huyện bến cát buổi tối trước ngày lên đường về thành nông căn được lên làm việc với anh mười thơ ủy viên thường vụ của thành ủy nơi làm việc của thành ủy cũng là những căn nhà hầm đó là những căn nhà nhỏ tụt sâu xuống đất mấy thước để tránh bom pháo bất tần mái lập cỏ tranh nhà làm việc dùng luôn làm nhà ở không có giường chỉ có những xà ngang cột võng bữa đó anh mười thơ cũng gặp luôn cả các đồng chí được đi chung một cánh về sài gòn anh hai mõ về nam bình chánh anh sáu thành anh ba muôn về bắc bình chánh nông can được cử về quận tân bình năm người ngồi xuống quanh một cái bàn vừa làm việc vừa uống trà ăn đậu phộng rang anh mười tơ vốn là một đồng chí ít nói tính rất nghiêm nghị thận trọng chắc chắn anh nhìn khắp lượt nông căn hai mõ sáu thanh ba muôn rồi mới chậm rãi nói giọng thật sảng khoái mà xúc động các đồng chí Giải phóng Sài Gòn Tình thế cách mạng bây giờ đã chín mùi Đây là cơ hội nghìn năm có một Các đồng chí về Sài Gòn lần này Là chuẩn bị nắm lấy chính quyền Lúc này trên toàn miền Từ sau trận thắng Phước Long Tình hình diễn biến chiến trường Rất có lợi cho ta Đối với Sài Gòn bây giờ Tuy ở phía địch có tới mấy chục tiểu đoàn Bao quanh Sài Gòn để bảo vệ Nhưng các huyện ngoại thành Như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi nhiều nơi quần chúng cách mạng đã làm chủ, địch tuy còn đông đấy, nhưng chúng lại rất hoang mang lo sợ. Còn ta, sau hiệp định Paris, ta mạnh hẳn lên với cái thế áp đảo kẻ địch. Đồng căn lặng im lắng nghe anh mời phân tích căn dặn. Về Sài Gòn, về giải phóng Sài Gòn. Việc này là công việc anh đã chờ đợi từ 30 năm nay, hai chục năm qua nông căn lại là một trong những người lăn lộn bám đất bám dân sống chết với sài gòn bây giờ trở về với sài gòn điều anh nghĩ tới đầu tiên là được trở về với bà con cô bác với những anh chị em công nhân lao động trí cốt với cách mạng anh vừa mừng vừa lo và chợt nhớ tới những gian lao hồi tết mậu thân vì vậy anh cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao và cũng thật nặng nề Nhìn gương mặt cả bốn đồng chí, anh mời hiểu rất rõ tâm trạng mọi người. Và anh đã căn dặn với giọng nói chắc chắn, đầy niềm tin chuyển cho đồng đội. Giải phóng Sài Gòn lần này là vĩnh viễn. Cái quyết định là đại quân và lực lượng quần chúng lao động tại chỗ. Về tới huyện, các đồng chí họp huyện ủy ngay để triển khai công tác, kế hoạch cụ thể từng bước như đã bàn, đã quyết. Nhìn về phía trước mặt, phía Sài Gòn anh Mười siết chặt tay từng người và dặn dò thêm. Ngày mai, các đồng chí lên đường đã có bố trí giao liên. Nông Căn siết mạnh tay anh Mười. Thế là Nông Căn sắp được trở về với Sài Gòn với xóm thợ gắn bó, suột thịt. Đêm hôm ấy, Nông Căn tấp thọm không sao ngủ được. Niềm vui được trở về, chuẩn bị cho trận thắng sau cùng đã tràn ngập lòng anh. 30 năm qua, chưa có đêm nào anh xúc động như đêm nay Bởi lẽ đêm nay là đêm cuối cùng anh ở chiến khu Ngày mai, ngày mốt thôi Anh và đồng đội đã lại giáp mặt với quân tù Để giành toàn thắng ở ngay giữa xảo huyệt của giặc Mở sáng, nông can cùng các đồng chí đã rời căn cứ của thành ủy Hành trang thật gọn nhẹ Một cái bòng nhỏ đựng võng, quần áo, tài liệu mật Một máy thu thanh, một bi đông và một súng lục. Đường về Sài Gòn, giặc còn biết kín. Về tới vùng ven cũng thật không dễ. Lúc đó, khắp các ngã đường vào Sài Gòn, địch còn giải quân chặn kín. Dọc đường giao liên, pháo giặc ngày đêm rội xuống bất tần. Máy bay địch thay nhau rú rít ở trên đầu. Các chốt địch dày đặc, kể cả những chốt chúng mới thiết lập sau khi lấn chiếm vùng giải phóng. Vì vậy, từ thanh an bến cát nông căn và ba đồng chí cùng giao liên và đi vòng đường đất thật là xa từ thanh an họ băng qua đồn điền cao su giàu tiếng vòng qua vùng núi bà đen tây ninh Vọt sang đất campuchia rồi về ba thu vùng mỏ vẹt và đi bộ sòng giã hết hai ngày đường ở ba thu anh mười hương lại giữ ở lại làm việc thêm một đêm nữa nông căn nhớ lời anh căn dặn tất cả các huyện ủy viên, quận ủy viên phải về nắm trước trong nội thành, nhập thân vào quần chúng. Phước Long đã giải phóng. Tuy vậy, sau Tết Ất Mão, đường về Sài Gòn, chiến tranh vẫn rất ác liệt. Máu vẫn đổ hàng ngày trên những ngã đường và giao liên. Đoạn đường từ Ba Thu về Tân Bình, giặc vẫn kiểm soát ngặt nghèo. Ngày và đêm, pháo giặc vẫn bắn cầm canh. Máy bay soi mói lồng lộn từ mờ sớm cho tới khi tắt mặt trời. Mặt trời lặn, ấy là lúc đông căn và đồng đội tiếp tục lên đường. Các anh phải đi trong đêm, và đoạn đường này chỉ có thể đi trong đêm. Đi suốt đêm, bóng đêm trùm lên đoàn người, lặng lẽ nhón bước. Bóng đêm che chở cho họ và bịt mắt quân thù. Đêm ấy, một tiểu đội chiến sĩ cảnh vệ của quận ủy Tân Bình lên ba thu rước đoàn của nông căn cả đoàn nối bước theo cô giao liên đi đầu dẫn đường đường qua đức huệ bị tắc đường qua đức hòa cũng bị tắc trong rồng rồng nào cũng có lính địch nằm phục kích suốt đêm cả đoàn phải lặng lẽ đi đường vòng né tránh phải lội qua bưng châm bao nhiêu những con rạch quen thuộc như kinh ba reng trà cú cà xé có nơi kinh ngập nước tới cổ có nơi kênh sâu quá phải lội bơi Nông căn phải bỏ tất cả Đồ đoàn, súng ống Vào một túi ni lông lớn Làm phao mà lội mà bơi qua sông Qua kênh Thế rồi mọi người vất vả cũng qua Lội suốt đêm tới gần sáng Cả đoàn lại lội vội Qua kinh vườn thơm Và về tới vườn thơm Vườn thơm cách Sài Gòn không bao xa Chỉ cách ngã tư bảy hiền 7 km đường chim bay Vườn thơm chính là căn cứ của quận ủy quận Tân Bình, nằm ở sát phía ngoài vành đai xa lộ Đại Hàn. Vành đai xe tăng ngày đêm lồng lộn, tuần tra, bảo vệ Sài Gòn của lực lượng thiết giáp mỹ Ngụy. Tất cả các quận ủy viên được phân công đã cả trang sắm vai hợp pháp lần lượt nhập thành. Ở vườn thơm, Đông Căn được đảm nhận nhiệm vụ đào tạo tân binh. Lực lượng vũ trang của quận ủy lúc này còn quá mỏng chỉ bèn vẹn có 70 tay súng hầu hết là tân binh đều là thanh niên của nội thành và các xã ở trong quận mới xung phong đi bộ đội giải phóng được vài ba tháng nay tình hình cách mạng đòi hỏi thật cấp bách công việc huấn luyện càng ngày càng khẩn trương bởi lẽ buôn mê thuật cả tây nguyên rồi huế đà nẵng liên tiếp được giải phóng khắp nơi ai nấy đều náo nức chuẩn bị và trông đón trận đánh sao huyệt cuối cùng của kẻ địch những ngày giữa tháng 4 năm 1975, bọn lính ngụy còn phản kích rất dữ. Trên vòng cung phòng thủ ở phía tây bắc, đông bắc và phía đông Sài Gòn, bọn ngụy liên tục nã pháo suốt ngày đêm hòng ngăn chặn bước tiến của đại quân ta. Đại quân ta vẫn thừa thắng, tràn ngập tới. Bộ đội ảo ạt tiến quân bằng xe tăng, xe cơ giới nhằm thẳng hướng Sài Gòn. Cũng từ đầu tháng 4 phương án tiếp quản thành phố của thành ủy Sài Gòn được hoàn chỉnh. Thành ủy đã đưa đồng chí Ba Muôn từ cánh Bắc Bình Chánh về giữ trọng trách bí thư quận ủy Tân Bình và dự kiến giao cho nông căn làm chủ tịch ủy ban quân quản quận này. Địch bị đánh tơi bời, trước giờ dậy chết, bọn địch bao quanh Sài Gòn vẫn còn phản kích chống lại điên cuồng. Cánh quân tiếp quản của nông căn, quân đội quận Tân Bình được giao nhiệm vụ xóa sổ bọn địch gồm một tiểu đoàn biệt động quân ở ấp Tân Hòa. Giải phóng ấp này bao vây ngã năm Vĩnh Lộc, diệt ác phá kềm, làm chủ vĩnh viễn khu vực này. Từ đêm ngày 28 tháng 4, ấp này nằm cách căn cứ của quận ủy không bao xa, lại án ngữ con đường từ căn cứ quận ủy ở vườn thơm về Tân Bình. Và ấp này còn án ngữ đường tiến quân từ phía tây nam về Sài Gòn của đại quân. Vì vậy, số phận của nó đã được định đoạt. Công việc lễ ấp Tân Hòa đang được chuẩn bị rất khẩn trương. Đột nhiên, nông căn được lệnh gọi lên căn cứ mới của thành ủy ở hố bò để nhận lệnh giờ chót. Đường lên căn cứ lúc này cũng thật gian khổ. Địch còn tung lính đóng giữ ngăn chặn đầy nghịt các ngã đường. Súng địch nổ không có quy luật, gian dậy khắp nơi. Đi trong thầm đạn giặc, nông căn phải luồn lách lội qua bưng băng qua đồng trống của các huyện Hóc Môn, Củ Chi mà lên hố bò. Đêm ngày 26, nông căn mới trở về tới căn cứ quận ủy ở Vườn Thơm. Đêm ngày 28, trời mới chạm vạng tối, bốn phía Sài Gòn tiếng nổ vẫn dàn dậy. Nông căn biết rằng quân ta đang áp sát Sài Gòn. Trước lúc xuất quân đi đánh chiếm ấp Tân Hòa, nông căn đột nhiên quay nhìn về phía đồng bưng anh chớp chớp mắt nhìn đi nhìn lại với nỗi xúc động lạ thường ở phía bưng rộng mênh mông trước đây chỉ là rừng cỏ năn cỏ lác lay động bây giờ bộ đội mình đã lặng lẽ tiến về đông nghịt nhấp nhô đầy bưng cơ man nào là bộ đội bộ đội đã ém sẵn quân chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng giải phóng sài gòn mừng quá nông can mừng đến lặng người đi bởi lẽ toàn thắng chỉ còn trong gang tấc trời tối hẳn lệnh đánh chiếm ấp tân hòa được phát ra làm nức lòng các chiến sĩ 50 tay súng bộ đội địa phương theo các anh sáu trang Quận đội trưởng việt hùng quân đội phó và nông căn lặng lẽ băng về phía ấp tân hòa 12 giờ khuya ta bắt đầu nổ súng các tiểu đoàn bị địch đánh bất ngờ hoảng loạn kéo nhau trốn chạy một số tên lần vào bóng tối Chui xuống các công sự vững chắc Mà trong đêm tối ít ai thấy được Nông can Việt Hùng Sát cánh bên nhau Cùng lực lượng sẵn có Để truy kích đám tàn quân Còn sót lại ở trong ấp Pháo địch từ Sài Gòn Câu tới dồn dập Một tốt nhỏ mấy tên biệt động quân Tính chạy ra khỏi ấp Việt Hùng và Nông can cùng chạy tới Truy kích tính bắt sống Cả bọn lính biệt động ấy giơ tay đầu hàng bất thần một loạt đạn nổ một tên biệt đậu quân vừa đầu hàng đã bí mật rút súng bất ngờ bắn lại đạn sượt qua xiết vai nông căn một viên bắn trúng việt hùng nông căn kịp chạy mấy bước để đỡ lấy việt hùng việt hùng ngả người trong vòng tay của nông căn một tiểu đoàn lính ngụy khác tính tràn vào chiếm lại ấp tân hòa đặt việt hùng vừa hy sinh nằm lại nông căn và sáu trang tổ chức ngay một cuộc chiến đấu chống trả rất ác liệt. Trận đánh này đã đánh bật quân ngụy ra khỏi ấp. Không thể nào chiếm lại ấp này, bọn chúng đành chạy tháo lui về hướng Sài Gòn. Lúc đó pháo ta cũng đang bắn cấp tập và đức hòa củ chi. Tới trưa ngày 29, pháo giặc im luôn. Đồng can đoán biết quân ta đã tràn chiếm đồng đà, đức huệ, đức hòa và hậu nghĩa. 12 giờ trưa ngày 29, chiến trường đột nhiên im lặng đến không ngờ Rất nhiều thanh niên ấp tân hòa Xung phong xin được tham gia đào hầm Và đào công sự chiến đấu Bà con cô bác ùa ra Vây lấy bộ đội giải phóng Bà con cô bác cũng mừng rỡ Nhận ra 50 chiến sĩ cán bộ giải phóng Đều chính là con em Của ấp tân hòa Một bà má nắm lấy tay nồng căn, Không nén được nỗi mừng rỡ Nước mắt vui giản ruộng hỏi anh Kỳ này đánh xong Chắc mấy chú vô ở trong đó luôn chứ bộ Mà sao bộ đội của chú Chỉ có ít người mà đánh giỏi thế Một cuộc meeting mừng chiến thắng Được tổ chức ngay tại lúc đó Bà con thật mừng Cười nói rộn ràng Khi ấy tại quân ta Cũng đang dồn dập nã pháo Vào sân bay tân sơn nhất Khói bụi bay lên đen nghịt một góc trời Một giờ chiều Mọi người đều ngạc nhiên Khi tới chiến xe tăng dần dần Từ phía Đức Hòa chạy xuống Nông can bảo châu, Một chiến sĩ bảo vệ, trèo lên cây cao coi thử. Nông can sốt ruột chạy ra, tính leo lên theo. Bỗng nhiên, châu rớt cả người đánh bịch từ cành cao xuống đất. Nông can hoảng hồn chạy lại cứu đỡ. Sao vậy? Nông can lo lắng hỏi. Xe tăng của mình. Châu cười mừng quá, ngực thở dồn dập. Nghĩ mãi, cậu chàng mới thốt ra được bốn tiếng ấy. Đồng bào nhao lên mừng rỡ không ít người cũng vội trèo lên cây cao để coi. Cây nào cũng đầy những người dướn cổ cao nhìn mà coi. Từ phía Đức Hòa chạy xuống một dòng dài xe tăng, đồng lắm, đen như cua đồng. Hóa ra xe tăng của mình thật. Xe nào xe ấy cắm cờ nửa đỏ nửa xanh, dầm dập, tràn xuống như thác xiết. Đêm ngày 29, bộ đội đánh chiếm ngã nằm Vĩnh Lộc. Vừa bừng sáng ngày 30 tháng 4, Đông Căn cùng đồng chí Hai Danh, Sáu Bé quận ủy viên tổ chức meeting tinh tại ngã năm vĩnh lộc mừng chiến thắng và huy động quần chúng thanh niên cùng các loại xe chuẩn bị tiến về thành phố đúng chín giờ sáng nông can đưa bộ đội tân bình băng qua xa lộ đại hàn ra ngã tư an sương rồi cùng đại quân tiến thẳng vào sài gòn theo đường qua ngã tư bảy hiền trên đường cánh quân của nông căn mau chóng chiếm lĩnh gọn những mục tiêu quy định như hãng dệt vinatexco hãng dầu Tân Bình. Ở đâu bộ đội đi qua, cờ tổ quốc, cờ giải phóng cứ mọc tràn ra trên khắp những mái nhà cao thấp. Sài Gòn như bừng lên rực rỡ trong rừng cờ. Nông Căn cứ ngỡ như mình đi trong cơn mơ. Ở đâu Nông Căn cũng gặp lại những công nhân, những người thợ can đảm ở lại bảo vệ nhà máy. Ở hãng dệt Vinateco, không ít anh em công nhân súm đông súm đỏ trước cổng nhà máy. Trong tay họ không có vũ khí chỉ có những thanh sắt những cây gậy gỗ những cây búa nông can thật mừng anh siết chặt tay anh chị em công nhân và hỏi chuyện những người đầu tiên được gặp anh chị em công nhân mình ở lại nhà máy cả chứ dạ có nhưng không ở lại hết anh chị em ở lại có nhiều không dạ thưa còn một nửa một nửa thì về nhà vậy anh chị em ở lại đây để làm gì nào dạ thưa ở lại để giữ nhà máy và chờ cách mạng về. Nông Căn vô cùng xúc động nhìn những người thợ. Anh nhủ họ. Từ nay, công nhân mình là chủ nhà máy. Anh chị em dáng bảo vệ thật tốt. Một bộ phận bộ đội lại tiếp quản. Đúng 11 giờ trưa ngày 30 tháng 4, Nông Căn đã chỉ huy chiếm xong tòa hành chính quận Tân Bình ở Bộ Tổng tham Miêu Nguyện. Lúc ấy, anh thầm cảm ơn đại quân đã tràn chiếm từ trước năm cơ quan quân sự lớn nhất ở miền Nam, trong khu vực quận Tân Bình, như Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Không quân, Bộ Tư lệnh Quân đội Đại Hàn, Trung tâm Hành quân Hoàng Hoa Thám và sân bay Tân Sơn Nhất. Sài Gòn đã được giải phóng, cả miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Thế là mơ ước suốt bao nhiêu năm đã trở thành sự thật. Và nông căn, người thợ 20 năm liền bám đất, bám dân, bám xóm thợ để hoạt động cách mạng đã được vĩnh viễn trở về với sài gòn giữa ngày toàn thắng